Hướng dẫn mở thẻ và giải mở mod của Hamster Combat ngày 6 tháng 7. Chào mừng anh em đã quay trở lại với chuỗi series hướng dẫn cài Aerop Hamster Combat. Video ngày hôm nay, Eric sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em giải mở mod và tìm 3 thẻ bí ẩn ngày 6 tháng 7. Hãy xem video để không bỏ lỡ cơ hội kiếm 6 triệu xu ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, Eric sẽ hướng dẫn anh em tìm 3 thẻ bí ẩn. Đây là 3 thẻ bí ẩn của ngày hôm nay. Cả 3 thẻ này đều nằm ở trong mục Special. Thẻ thứ nhất là YouTube 25 million. Mình mở thẻ này rồi nên nó sẽ nằm ở trong mục thẻ của tôi. Nó đây rồi. Thẻ này thì mình tốn hơn 429.000 xu để mở nó. Thẻ thứ hai là Villa for the Death Team. Thẻ này thì mình cũng mở rồi nên nó sẽ nằm ở trong mục thẻ của tôi. Lướt xuống một chút, thẻ đây rồi. Mở thẻ này thì mình cũng tốn khá nhiều xu, hơn 1,45 triệu xu. Xong thẻ thứ hai. Thẻ cuối cùng là Call the Final Are Coming. Thẻ này là thẻ mới và nó có tính thời gian. Anh em để ý ở đây sẽ có đồng hồ đếm ngược thời hạn thẻ. Gần đây thì một số thẻ bí ẩn của Hamster Combat sẽ có giới hạn thời gian và nó sẽ hết thời gian trước cả nhiệm vụ tìm thẻ. Nên mỗi ngày anh em tranh thủ vào mở thẻ sớm để đề phòng các trường hợp gặp những thẻ giới hạn như thế này nhá. Mình sẽ dùng 35.000 xu để mở thẻ này. Mở xong thẻ cuối cùng, mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ nhận được 5 triệu xu. Bây giờ hãy sang phần tiếp theo để giải mã mod nhá. Nhiệm vụ giải mã mod nó cũng đơn giản thôi. Đây là bảng mã mod với hai ký tự chính là gạch và chấm. Mỗi chữ cái hay mỗi chữ số sẽ được mã hóa bằng chuỗi các ký tự chấm và gạch khác nhau. Với Hamster Combat thì mỗi ngày nó sẽ cho một mã mod khác nhau. Việc của chúng ta là kiếm được từ khóa để đánh mã mod. Để gõ các ký tự mã mod ở trên hamster thì cũng khá là đơn giản. Các bạn bấm nhen một lần vào con chuột để tạo ký tự chấm và bấm giữ con chuột vài giây để tạo ký tự gạch. Bây giờ anh em hãy bấm vào ô mật mã hàng ngày để chuyển sang giao diện gõ mã mod nhé. Mật mã hôm nay của chúng ta là Burn. Chữ cái đầu tiên là B. Anh em hãy bấm giữ một lần, sau đó bấm nhen 3 lần liên tiếp. Chữ cái thứ hai là U, bấm nhen 2 lần liên tiếp, sau đó bấm giữ một lần. Chữ cái thứ ba là R, bấm nhen một lần, bấm giữ một lần và bấm nhen một lần nữa. Chữ cái cuối cùng là N, bấm giữ một lần và bấm nhen một lần là xong. Vậy là xong các nhiệm vụ kiếm xu ngày hôm nay. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Anh em lưu ý là thẻ bí ẩn trong video này sẽ hết hạn vào 7 giờ tối nay và mã mod sẽ hết hạn vào 2 giờ sáng mai. Vì vậy anh em hãy tranh thủ tìm mã và mở thẻ để kiếm 6 triệu xu. Hy vọng anh em giải mã và mở được hết các thẻ để kiếm 6 triệu xu. Thông tin về mã mod và tìm 3 thẻ bí ẩn bên mình sẽ cập nhật thường xuyên cho anh em. Vì vậy anh em hãy đăng ký kênh YouTube và tham gia vào group Telegram để cập nhật các thông tin sớm nhất. Nếu anh em gặp khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thì hãy comment ở bên dưới để Farm Trading giải đáp cho mọi người nhé. Ngày mai là chủ nhật nên mình sẽ không có video hướng dẫn, chỉ cập nhật thông tin mã mod và tìm thẻ bí ẩn ở trong group Telegram. Anh em có thể vào group để nhận thông tin nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo vào thứ hai tuần sau.